Hello, xin chào mọi người đã đến với cái channel ngày hôm nay. Hôm nay em có một cái dòng sản phẩm tới đem đến cho mọi người để giúp cho mọi người có một cái mái tóc không bị hói nè, giảm đi những tình trạng rụng tóc và đặc biệt là kích thích tóc dài nhanh hơn. Đó là hãng FEG của Mỹ nha mọi người. Đây, cái em này là cực kỳ thần thánh và em không phải bơ rờ quá nhiều bởi vì cái dòng sản phẩm này á là đã rất nhiều khách hàng sử dụng và cảm thấy tóc của mình nó sẽ không có bị rụng nữa nè, nó sẽ không bị hói ra đâu và giảm đi những cái tình trạng rụng tóc ở phụ nữ sau khi sinh rất là nhiều luôn. Không những chỉ là phụ nữ hoặc mà không những chỉ phụ nữ mà kể cả nam giới ai cũng đều cần đến cái chai mọc tóc này. Không những là mọc rất là nhanh mà làm cho những cái gốc của tóc của chúng ta rất là cứng và khi mà chúng ta sử dụng á thì tóc của chúng ta cực kỳ suông luôn với những cái tinh chất rất là mát, rất là thơm và rất là dễ chịu từ thiên nhiên sẽ đem đến những cái mái tóc thật là khỏe mạnh và đặc biệt là dài nhanh hơn so với những cái dòng sản phẩm trên thị trường đang phân phối nha. Đây là hàng Mỹ chính hãng luôn, mọi người có thể là check mã nè. Rồi mọi người có thể là xem tìm hiểu trực tiếp trên cái hộp này, nó sẽ ghi ngày sản xuất hạn sử dụng. Và cái chai này 20ml, cái chai này 60ml nha mọi người, xin lỗi nha. Cái chai này 60ml thì mọi người cũng xài khá là lâu. Và để nói về cái công dụng của em này thì em chỉ nhắc đến là kích thích mọc tóc dài tóc rất nhanh và đặc biệt là sẽ giúp cho cái da đầu của chúng ta không bị hói nữa. Đó, những chị em nào hoặc là những anh nào đang có dấu hiệu là hói da đầu nè, muốn cho tóc của mình mọc dày hơn, đều hơn cũng như là sẽ không giảm đi những tình trạng là rụng tóc ấy thì nhanh tay order em một cái chai tinh dầu này để chúng ta về á, chúng ta xịt lên cái chân tóc và sau đó chúng ta massage nhẹ nhàng, massage như thế này nè, chúng ta giặt tóc ra và massage nhẹ nhàng lên, đảm bảo sẽ có hiệu quả rất là tốt và sẽ cảm nhận được tại sao mình không biết đến cái sản phẩm này sớm hơn để tóc của mình đẹp hơn và giảm đi những tình trạng gãy rụng không đáng muốn nha mọi người. Mọi người ơi, đây là cái dòng dạng xịt tóc nha mọi người. Thì mọi người chỉ cần là nhấn nút và xịt lên và massage lên da đầu và chú ý giùm em là không có được xịt vô mắt hay là gì đó. Nói chung là nay chỉ sử dụng trên da đầu, da tóc của mình thôi nha. Hãy nhanh tay order nhanh một chai xịt dưỡng tóc kích mọc tóc của FEG chính hãng của Mỹ này. Nhanh tay liên hệ để mua được cái dòng sản phẩm chính hãng và hiện tại thật sự trên thị trường hàng giả nhái của FEG rất nhiều. Mọi người cẩn thận nha, mua không đúng hàng giả, mua không đúng hàng chính hãng thì chúng ta dễ bị tốn tiền nè, rồi không hiệu quả nè, mất thời gian của chúng ta như vậy thôi nha. Liên hệ cho em qua số điện thoại là 0356605677 hoặc là 0355838057. Và bây giờ đã khuya rồi và em xin chúc mọi người ngủ ngon nè, luôn xinh đẹp trẻ trung và những gì mà cần đến mỹ phẩm bát cứng thì hãy alo ngay cho em nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, chúc mọi người có một giấc ngủ thật là ngon. Bye bye.